Các bạn lên trên mạng xã hội, các bạn phải thể hiện là mình là người có tôn giáo, có giáo dục. Vừa rồi các bạn thấy đấy, các bạn chỉ trích tôi bằng việc là các bạn đại diện tôn giáo. Tao là Phật giáo nè. Thế mà các bạn phát ngôn ra hết sức mất văn hóa, không đủ chuẩn của một con người. Chứ đừng rất tốt lành, vị tha, phải nói là nhường nhịn hết mức, phải nói là cực kỳ hiền hậu. Các bạn phải nói là người Phật giáo, tôi nói là vô chùa các bạn thấy là phải mô tả bằng hai chữ thanh và tịnh. Cho nên là những người nào đã mang danh là Phật tử Phật giáo mà lên mạng xã hội chửi bới thô tục, người đó không xứng đáng là Phật tử Phật giáo. Tôn giáo lên trên mạng xã hội chửi không còn gì cả, mang hết phụ tùng trên cơ thể ra, từ trên xuống dưới chửi không còn gì. Thế thì mà còn mang danh Công giáo thì cuối cùng ra hổ danh là người Công giáo. Người Công giáo đâu phải là những người tục tiểu chửi thề nói bậy. Người Công giáo là người có giáo dục, mà được giáo dục từ nhỏ, được rửa tội từ khi mới sinh. Sau khi đã được rửa tội rồi mà giờ mồm miệng mồm mép tội lỗi không như thế sao? Vậy cuối cùng ra việc rửa tội là được như thế nào? Những cái tội gì đáng lý ra chúng ta không được phạm thì đều đã phạm hết rồi. Người Công giáo phạm tội nhiều thế, lên trên mạng này giáo huấn ai? Đi chửi tôi thì phải tốt hơn tôi mới nên chửi tôi. Mà chửi tôi phải bằng ngôn ngữ như thế nào để tôi phục từ tâm, chứ không. Đấy. Cho nên ở đây mới nói với các bạn, làm bất cứ điều gì thì cũng phải dòm lại xung quanh mình còn ai, mình có được đánh giá hay không. Bởi khi mình được đánh giá thì mình không còn giá trị nữa. Khi các bạn là người Công giáo mà người ta đánh giá các bạn tệ hại, mở miệng ăn nói thô tục, thì cái tiếng nói các bạn không còn giá trị nữa. Bởi vì người ta hiểu được điều này, người Công giáo không phải là người xấu, cũng không phải là người nói chuyện thô tục. Ai cũng biết điều đó cả. Cho nên khi các bạn nói điều đó ra, người ta không tin các bạn là người Công giáo. Cũng như các bạn thấy tại sao tôi chống Công giáo hoài, cho nên các bạn không tin tôi là người Công giáo. Nhưng sai rồi. Khi ta góp ý xây dựng, đó chính là ta đang cố gắng nằm trong cái thực thể xây dựng giáo hội, chứ không phải ta chỉ là một cái nhân tố được hưởng lợi từ đó. Mọi người theo tôn giáo chỉ là hưởng lợi từ tôn giáo, còn xây dựng tôn giáo mới là vấn đề. Tôi không dám tự cao lắm, nhưng tôi đang cố gắng xây dựng giáo hội. Còn các bạn chỉ là hưởng thụ thành quả mà giáo hội đã có. Nghĩa là các bạn đi vô nhà thờ, các bạn chỉ biết đọc kinh cầu nguyện, đọc kinh cầu nguyện, đọc kinh cầu nguyện, đi về. Các bạn không biết cách làm cho hình ảnh của giáo hội mình tốt lành hơn. Các bạn mang thánh giá ra đường, mang tượng Chúa, tượng Đức Mẹ ra đường, biểu tình, vi phạm luật pháp, làm người xung quanh bức xúc, bực bội, chửi ai? Chửi Chúa, chửi Đức Mẹ, chửi thánh giá của mình chứ chửi ai? Chửi nhà thờ mình chứ chửi ai? Chửi giáo hội mình chứ chửi ai? Và chửi người Công giáo mình chứ chửi ai? Nếu các bạn sống tốt, các bạn thể hiện mình là người có văn minh văn hóa, nói các cha ơi, việc này các cha nên nhờ vào ai? Nhờ vào chính quyền bằng cách viết đơn theo đúng thủ tục pháp lý mà cái tôn giáo chúng ta đang sống ở trên cái đất nước có luật pháp đó. Tôn giáo đang tồn tại trên một lãnh thổ có luật pháp thì phải tuân thủ theo luật pháp của quốc gia đó. Còn bây giờ kéo binh kéo bày ra ngoài đường đi quậy phá người ta thì liệu như thế có gọi là có văn hóa? Và liệu như thế có đáng được góp ý và xây dựng? Làm như thế là sai. Và nhất là lợi dụng đàn bà, phụ nữ, trẻ em, những người thiếu điều kiện để tiếp cận thông tin, thiếu điều kiện để kiểm chứng thông tin, để phục vụ cho cái mục đích chính trị. Chính trị là một thứ mà chúng ta cần phải dùng trí khôn, trí thông minh để phán đoán nhận định, chứ không phải do người khác nói chúng ta sao thì ta nghe vậy. Kêu thả Trần Thị Xuân thì nó phải mang tính chất là tìm hiểu cho rõ vấn đề rồi mới ủng hộ, mà đi theo đòi thả Trần Thị Xuân. Đó mới chính là chúng ta thể hiện cái trí khôn của chúng ta trong cái vấn đề chính trị. Chính trị là phải dùng cái trí tuệ, trí khôn, chứ không phải là ai nói sao nghe vậy. Nó không phải là đức tin. Bây giờ tôi nói đức tin nha. Bạn nào là người Công giáo chân chính ở đây giơ tay lên. Bạn phải nhớ một điều thế này. Người Công giáo chân chính phải hiểu về giáo lý. Tuy nhiên các bạn hiểu bao nhiêu? Tôi muốn kể một cho các bạn nghe một câu chuyện kinh thánh. Tôi cũng đã từng nói rồi nhưng tôi xin hỏi lại các bạn. Nếu các bạn gọi chúng ta đọc kinh Tin Kính là cái thể hiện niềm tin của chúng ta đối với giáo hội, đối với Thiên Chúa, vậy các bạn có tin thật sự không? Thứ nhất, các bạn đã được tham dự bao nhiêu lễ Noel và canh thức Giáng sinh? Các bạn đều biết được. Đó là mô tả quá trình tạo thiên lập địa của Thiên Chúa. Trong đó các bạn nên nhớ là Thiên Chúa đã tạo dựng, đầu tiên Chúa tạo dựng cái gì? Chúa tạo dựng ra ánh sáng, trời đất còn tối tăm, thần khí Chúa bay là trên mặt nước. Và Chúa phán hãy có ánh sáng, lập tức có ánh sáng. Qua một buổi chiều và một buổi sáng, đó là ngày thứ nhất. Sau đó là qua một buổi chiều và một buổi sáng, đó là ngày thứ hai. Qua một buổi chiều và một buổi sáng, đó là ngày thứ ba. Đến ngày thứ tư, Chúa tạo dựng một vầng sáng lớn để cai quản ban ngày và một vầng sáng nhỏ hơn để cai quản ban đêm, đó là mặt trời và mặt trăng. Vậy chúng ta kéo dài ra đằng trước, chúng ta thấy cái gì? Nếu mặt trời đã có ngày thứ tư, vậy ánh sáng của ba ngày đầu ở đâu phát ra? Và nếu Chúa đã tạo dựng mặt trời ngày thứ tư, vậy ba ngày đầu tiên, buổi chiều và buổi sáng ở đâu ra? Nếu các bạn đọc Tin Kinh, Tin Kính và tin hết tất cả những điều là do Chúa tạo tiên lập địa, thì các bạn hãy giải thích cho người ngoài nghe xem các bạn hiểu gì về vấn đề đó. Đấy. Chó sủa mãi không chán hả em? Đúng rồi, thực ra thì chó cứ sủa thì mọi người thì cứ đi. Tôi cứ nghe chó sủa liên tục rồi tôi cũng cảm giác là không có gì, cũng bình thường thôi. Tại vì chó cứ sủa là tôi cứ nói, tôi cứ đi bình thường thôi. Chó sủa mà, liên quan gì? Và nhất là các bạn hay dùng các từ tục tiểu đấy, thì đừng nên nói mình có tôn giáo hay có cha mẹ, bởi vì cha mẹ các bạn xấu hổ lắm. Và thực ra thì tôi không biết cha mẹ các bạn là ai, mà tôi cũng không cần biết cha mẹ các bạn là ai. Họ xấu hổ là được rồi. Và thậm chí là nó xấu hổ từ trong lòng các bạn thôi. Bởi vì các bạn ngẫm nghĩ là coi, ô cha mẹ mình có dạy mình vậy không, mà sao mình vậy ta? Nếu cha mẹ mình không dạy mình vậy, lỡ mình mất dạy rồi, giờ cha mẹ mình có buồn không? Không, mà giờ mình đã trở thành kẻ xấu xa, mất dạy, mở miệng ra là chữ thề rồi. Vậy thì bây giờ tôn giáo mình hay cha mẹ mình lỡ biết thì mình có bị chê trách gì không? Không, giờ mình như nói mình chữa thề như thế có sai không? Chữa thề nói tục có sai không? Đấy, đó là cái vấn đề. Mấy cái người không thích tôi cứ đi chỗ khác chơi, tại tôi mở cho mọi người bình luận thôi, chứ còn cái đó mình. Các bạn tin tưởng đấy, thì các bạn phải giải thích cho người ta hiểu. Còn bây giờ các bạn thấy không? Tôn giáo của chúng ta đã tôn trọng các tôn giáo khác như thế nào trong kinh nghĩa đức tin? Chúng ta đọc ngày Chủ nhật hôm nay chúng ta hiệp nhau đến đây thờ phượng Chúa. Trong đó rồi sau đó các bạn đọc tới kinh nghiệm đức tin là gì? Đó là ai chẳng thông công cùng hội thánh ấy thì chẳng đặng rỗi linh hồn. Tôi đã giải thích rồi các bạn. Đó là tất cả những tôn giáo thờ Chúa nhưng không nằm trong hội thánh Công giáo thì là không được rỗi linh hồn, là không được lên thiên đàng. Nghĩa là chỉ vào các tôn giáo phản thể như là Tin Lành, như là Do Thái giáo hay gì đó, những tôn giáo không cũng thờ Chúa nhưng không ở trong giáo hội Công giáo thì là sao? Thì là không được lên thiên đàng. Đó có nghĩa là bài xích, xem người ta là tà giáo. Chính giáo hội Công giáo hàng tuần đều đọc những điều đó để bài xích các tôn giáo khác, không tôn trọng tín ngưỡng của người khác, không tôn trọng tín ngưỡng của tôn giáo khác. Thế thì bây giờ mọi người có còn dám nói, người Công giáo có còn dám nói là mình đang đấu tranh vì tự do tôn giáo không? Khi mà bản thân mình bài xích các tôn giáo khác. Đúng không? Cái điều nữa đó là cái việc đấy là các bạn thấy đó là khi mà người ta đến với hôn nhân chẳng hạn thì có tôn trọng tôn giáo người ta không, là gì đó khi mà không cùng tôn giáo thì buộc người ta phải theo tôn giáo của mình, xem tôn giáo người ta là thứ giáo, có nghĩa là không đáng để trân trọng, bắt người ta phải theo tôn giáo của mình. Thứ hai đó là nếu không theo tôn giáo của mình thì bắt phải thông qua một phép chuẩn để gì, để mới có được quyền cưới chồng lấy vợ bên đạo. Đó chính là cái vấn đề. Đó là vấn đề là ta không tôn trọng tôn giáo người khác. Đấy. Rồi, xong cái việc này thì tôi